Rồi, chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Bây giờ trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe nè. Rồi, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Ngọc Lan. Chào bạn gái bên kia. Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Cao Văn Định, quê ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Em đang làm việc tại một công ty nhựa tại khu công nghiệp Bình Dương. Rồi, chào nhà trai nha. Bây giờ thì nhà gái sẽ giới thiệu về mình nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Chào anh ở bên kia. Em tên là Lê Thị Huyền, em đến từ Vũng Tàu. Dạ, em làm công nhân may của công ty Dày. Là tức là mình từ Vũng Tàu mình lên đây mình ghi hình hả? Yeah. Vũng Tàu nhưng mà ở Vũng Tàu hay ở Bà Rịa em gái? Em ở dưới thành phố Vũng Tàu anh ạ. Thành phố Vũng Tàu luôn hả? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thì á, một người ở Bình Dương đi Vũng Tàu cũng xa lắm nha. Bây giờ mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi Định cho Huyền nghe. Dạ, ưu điểm của em tính tình thì rất trung thực, thẳng thắn mà cũng biết giúp đỡ người khác khi mà cần. Khó khăn, không giàu nhưng mà cũng biết giúp đỡ người khác. Khuyết điểm thì đôi khi cũng hay ít nói, không uống được bia rượu nhiều. Cái đó là ưu điểm đó chứ. Với lại thẳng thắn thì đôi khi cũng mất lòng. Mất lòng người khác. Ừ. Nhưng mà thà mất lòng trước hơn mất lòng sau. Mất lòng trước đặng lòng sau ha. Dạ. Nhưng mà cũng đừng thẳng quá. Có những cái việc người ta không nên nói thẳng luôn. Ví dụ đừng có nói Ngọc Lan là cười xấu quá. Thí dụ vậy nha. Dạ. Ừ. Chị Ngọc Lan lúc nào cũng xinh đẹp mà. Bây giờ chúng ta nói về ưu điểm khuyết điểm đi. Đừng có nói về đẹp với xấu ở đây nữa. Nhà gái, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của em cũng nhanh nhẹn hoạt bát. Dạ, em biết nấu ăn giỏi. Em nấu những món ăn mà nhậu được. À, nấu món nhậu được. Bên đây không biết nhậu. Nhưng em lại biết nhậu á. Trời ơi. Thì tự nấu ăn rồi tự nhậu. Bên đây không biết nhậu, bên kia biết nhậu nha. Ừ, rồi gì nữa? Em cũng hay suy nghĩ, em sợ em sống nội tâm á. Nhưng mà em biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Em kỵ tính em rất là sạch sẽ, gọn gàng. Rồi có khuyết điểm gì không? Em cũng hay tin người, thật thà. Một bên kỵ tính, một bên thẳng thắn. Cũng dễ xích mích lắm nha. Dễ đụng lắm. Hay. Bây giờ đường tình duyên của em gái sao nè? Dạ em có chồng, em từng ly hôn. Có con cho em? Dạ em có một con trai 9 tuổi ạ. Em ly hôn lâu chưa? Em ly hôn được 3 năm rồi. 9 tuổi là con trai hay gái Huyền? Dạ con trai anh ạ. Con trai. Ở với ai? Dạ con ở với ba cháu đưa về quê nữa. Còn giờ em ở Vũng Tàu với ai Huyền? Em ở Vũng Bình. Thôi bình tĩnh. Bình tĩnh, người mẹ mà không được ở gần con á, nó có rất là nhiều cái nỗi niềm. Em có muốn chia sẻ cái gì không? Con ở xa không Huyền? Dạ con em chồng đưa về miền Trung nuôi á. Về miền Trung rồi hả? Dạ, em có chồng được, ở Quảng Trị. Quảng Trị. Có được gặp con nhiều không? Dạ em vẫn về thăm con một năm một lần. Một năm mới thăm một lần? Dạ. Là do mình không có điều kiện về thời gian để thăm con hay là do mình không được thăm con? Rồi em không có thời gian để về chứ. Thôi giờ vậy mình về Quảng Bình, mình ké qua Quảng Trị được không? Gần không? Dạ gần mấy ạ. Gần. Thôi. Cố gắng lên. Không. Cố gắng lên nào. Cố gắng lên. Cuộc sống nó không có như ý muốn của mình đâu. Đôi khi nó bất như ý đó. Nhưng mà cứ càng buồn, càng rơi nước mắt là mình càng khổ thân hơn nữa em gái ạ. Hãy cố lên Huyền nha. Chia sẻ với em về hoàn cảnh gia đình như vậy. Còn em trai, tình hình em sao? Em thì đã từng kết hôn với một người vợ vào năm 2014. Sau khoảng một năm thì hai vợ chồng chở nhau đi khám bệnh ở bệnh viện Trung ương Huế. Em đi bằng xe máy chở vợ. Thì không may tai nạn với ô tô xảy ra, thì vợ em mất tại chỗ. Còn em thì cũng bất tỉnh cấp cứu ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì những người đã chứng kiến cái lúc mà tai nạn thì họ tưởng em là chết sau rồi. Họ đã thắp hương cho em rồi. Không ngờ thì em lại sống lại được. Người ta bất ngờ, người ta nói anh là cao số, không ngờ anh là sống lại được. Sau hơn một tháng mới tỉnh lại, mới biết được là về nhà, mới biết được là vợ mất. Ở tại bệnh viện thì không hề biết là vợ mất. Người nhà giấu, không cho biết. Lâu chưa về Định? Dạ, đến nay là 6 năm rồi. 6 năm rồi? Dạ. Có con chưa? Em chưa. Chưa có? Dạ. Bạn bè người thân với mọi người động viên, nhưng mà sau khi vợ mất thì hơn một năm em mới tỉnh táo lại, mới vào Sài Gòn làm việc.
cũng quen một hai người, nhưng mà có lẽ duyên số hoặc là có cái gì đó chưa hợp nhau. Mặc cảm hả? Dạ. Em bây giờ em sống ở Bình Dương với ai? Em ở một mình nhưng mà có bạn bè ở xung quanh cũng đông. Rồi gia đình Quảng Bình còn ai? Em thì anh em đông. Rồi hoàn cảnh hai bên nói chung là quá nhiều cái bi thương ha. Chia sẻ với anh chuyện này và em hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy lại được cái sức mạnh nội tại của bản thân mình ha. Mình vượt qua được hết tất cả mọi cái gì nó qua nó cũng đã qua rồi. Và bây giờ mình cố gắng mình tìm cho mình một cái người để mà có thể kề vai sát cánh cùng với mình, vực dậy tinh thần của mình và cùng đi đến một cái tương lai tốt đẹp hơn anh ha. Mình còn tương lai rất là dài. Rồi bây giờ chuyện cũ chúng ta khép lại, chúng ta bắt đầu lật sang một trang mới để đến với một cái cuộc sống mới. Bây giờ nhà gái cho Ngọc Lan biết rằng là nhà gái có mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào. Em mong người biết chăm lo cho gia đình và quan tâm và hiểu cho em, đồng cảm với em. Người bên đây cũng thèm khát một gia đình lắm, cho nên chắc chắn cái chuyện này là bên đó sẽ đáp ứng được. Rồi còn gì nữa không? Em không thích đàn ông mà màu mè hay rửa lệt, em thích đàn ông mà vững vàng một chút, gọn gàng, sạch sẽ. Bên đó là chỉ có màu trắng thôi, không có nhiều màu đâu. Còn cái điều gì nữa em không thích ở đàn ông? Em không thích đàn ông hút thuốc nhiều, tại vì em có dị ứng với mùi thuốc. Chú bảo vệ có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc ạ. Không, hay tốt quá. Rồi. Rồi em còn mong muốn gì nữa không? Tôi nghĩ tương lai em sẽ đón con về không? Dạ nếu, tại vì lúc trước em với chồng cũ có thỏa thuận với nhau là để con lớn này, theo ai thì người đó sẽ... Anh nghĩ thế này, dù sao thì ba của bé cũng có điều kiện hơn, có thể để đúng bé rồi. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mình, quan tâm, mình gọi điện, rồi mình có điều kiện về thăm bé là được. Lớn lên thì chắc bé cũng hiểu được cái hoàn cảnh của mình. Anh nghĩ rằng là chim cũng bay về tổ thôi ha. Và chắc chắn là nơi nào đó con em cũng luôn luôn nhớ yêu thương em như là em yêu thương con của mình vậy. Bây giờ quan trọng mình nguôi ngoai để mình tiến tới một cái tương lai nè, bỏ qua chuyện cũ đi ha. Bây giờ nhà trai, còn em mong muốn một người vợ như thế nào? Em mong muốn một người vợ thì dịu dàng, hiền lành một chút, biết chăm sóc gia đình, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc con cái. Nãy giờ em có nghe cô gái nói không? Dạ. Cô này hiền lành lắm. Dạ. Bây giờ thì chúng ta hỏi người nhà đi. Hỏi người thân, người, dạ. người thân cái đã. Người thân của anh. Người thân anh. Em hôm nay đến có em trai với mấy người bạn. Rồi cho anh gặp em trai cái đi. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh. Là chị Ngọc Lan. Dạ. Chị á thì em nhận xét là cũng dễ thương, chân thành. Qua cái tìm hiểu bước đầu á thì em thấy cũng là cũng phù hợp với cái điều kiện với anh trai của em. Thì em cũng mong muốn là anh chị là tìm hiểu, là em luôn luôn sẵn sàng ủng hộ anh chị. Rất là cảm ơn. Rồi, em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi có một mình. Một mình hả? Không sao. Rồi. Chị Lan lo. Tin chị. Qua bên đây nhìn lo. Nhìn mặt chị uy tín không? Dạ có uy tín. Đó. Tin chị là được. Bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Mở rào. Nào bước qua đi Đình. Chào em. Anh có gặp em, anh có muốn hoa tặng em. Em chào em. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Vâng, cảm ơn. Thế lần đầu tiên anh gặp em, anh thấy em như thế nào ạ? Thấy em cũng hiền lành, dịu dàng, một người sống nội tâm. Thường thì tính cách của em rất là hay suy nghĩ và sống nội tâm, nhưng mà có chuyện gì đó em cũng hay tủi thân ạ. Nên em cũng dễ khóc. Anh thấy em ở Vũng Tàu, anh ở Bình Dương, cái đoạn đường nó có xa quá không ạ? Anh thấy cũng hơi xa, nhưng mà... cái quan trọng là mình có tạo cơ hội cho nhau hay không. Còn xa thì người ta nói là anh chưa nói yêu nhưng mà quen nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội thì mấy đèo cũng qua. Có cơ hội thì ta cứ tìm hiểu, quen rồi chia sẻ, nhắn tin, nói chuyện, rồi gặp gỡ, tại hẹn hò. Tại vì em nghĩ ở trên này thì thời gian nó quá ngắn. Nếu như mà cảm thấy mình có cái ấn tượng đầu tiên này thì mình nên cho nhau cơ hội. Chứ còn thời gian trên này mà bảo tìm hiểu để hiểu nhau thì cũng chưa phải là chắc chắn được, phải cần thời gian. Anh làm gì ở Bình Dương ạ? Em làm cho bảo vệ cho công ty nhựa của tại Bình Dương. Em không biết nói gì. Bây giờ mình đặt vấn đề, thí dụ bây giờ Định có thể bảo bọc được Huyền không? Câu chuyện của anh thì anh nói thì chắc em nghe rõ rồi. Anh bắt đầu làm lại từ đầu, cho nên là đến bây giờ anh chưa đi bước nữa là lý do đó.
cuộc sống của anh nói chung thì chịu khó để làm, chịu ổn định thì có lẽ thì anh chưa nói là ổn định được. Nhưng mà anh có vững vàng để bước thêm một bước nữa không, để có thể đồng cảm và chia sẻ với em trong cuộc sống được không á? Tại vì em thì cần một người đàn ông mà vững vàng để lo cho gia đình một chút, mà phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán nữa. Anh thì rất quyết đoán. Nãy giờ anh hiểu cô gái bên kia hỏi là anh vững vàng chăm lo gia đình chưa. Thí dụ bây giờ nè, Quyền đi nghỉ việc ở Vũng Tàu, về đó hỗ trợ xin công việc cho Huyền, rồi Huyền với em cùng xây dựng tương lai ở Bình Dương. Wow. Được không? Được như vậy thì rất là tốt. Mà vấn đề là cái kinh tế của anh á, bây giờ em thì lại là một cái người phụ nữ, cho nên là em về vấn đề kinh tế là em cũng phải nói thẳng vô để bảo vệ cho thân chủ của em. Bây giờ hoàn cảnh của anh như thế rồi, thật ra bảo vệ thì chúng ta hiểu rồi, lương nó cũng cơ bản như vậy thôi. Vấn đề chỗ là nếu mà Huyền về Bình Dương thì có thể hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, Huyền cũng đó, đi làm đó. Việc rồi anh em hỗ trợ nhau, thí dụ mình làm thêm một việc gì đó, rồi công việc của anh thì anh vẫn đi làm, vẫn đi làm rồi về phụ vợ hay thêm đó, rồi bỏ đó. Hàng gì đó. Bây giờ quan trọng ta hiểu nhau, yêu nhau thì bạn bè sẽ hỗ trợ được vấn đề về kinh tế. Nhà trai chúng tôi hơi bi quan về việc đó. Đừng lo gì em. Lúc anh lấy vợ anh không có xe để đi, không có nhà để ở. Anh ở nhà thuê đó, anh đi xe mượn luôn đó. Nói vậy cho em hiểu, thành ra là không có gì để ngăn bước được chúng ta yêu nhau. Phải yêu nhau cái đã, thương nhau thì việc gì ta cũng tiến tới được hết. Được không? Vâng ạ, đúng ạ. Nói vậy em gái thấy ổn không? Thật ra hai bên cũng có hoàn cảnh như nhau. Anh biết là em cũng ở trọ ở Vũng Tàu đúng không? Dạ, em ở trọ. Đó, hai người cứ tìm hiểu nhau. Nếu mà hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ kiếm một việc làm cho Huyền ở Bình Dương. Rồi Huyền về Bình Dương ở, vào đây có mấy người con trai người ta hỗ trợ mình. Nếu anh tính á, thì anh sẽ đưa Huyền về Bình Dương tốt hơn. Được không Huyền? Anh thấy anh tính vậy ổn không? Dạ. Đó, anh đưa ra cái tư vấn vậy thôi. Còn chuyện... Nhưng mà đó là anh nói ổn, còn anh định lại không ổn hay sao? Ổn không Định? Dạ, ổn anh ạ. Đó. Dạ. Thật ra hai bạn dưới đây nè, người sẽ tư vấn cho và hỗ trợ cho các bạn. Em nói gì cho ba nhà gái, người ta yên tâm thôi em trai. Em trai thì mong muốn là anh chị cứ yêu thương nhau. Kinh tế hiện tại giờ thì anh trai em thì cũng làm mấy năm thì cũng có một chút ít rồi. Đó. Cũng đó. Phải là khó khăn lắm đâu. Giờ chỉ có yêu thương là có hết. Theo em như thế. Nói là nói cho em đó, bây giờ đứng lên nào Huyền. Em cũng đang băn khoăn đúng không? Trong lòng cũng chưa có dứt khoát. Bây giờ nắm tay chút xíu đi. Cho mình cảm nhận coi cái bắt tay nắm người tay. Người đàn ông này là chân thành đó. Đó. Em rất chân thành. Anh nói bảo đảm em giờ á, anh này anh hiền từ con chút chút rồi, nghe em trai nói không, hai người kia đảm bảo rồi. Tìm hiểu được, vài ba tháng sau về Bình Dương luôn cho anh. Mình góp gió thành bão thôi em ơi. Rồi hai người nắm tay nhìn thẳng nhau coi, sâu vào đáy mắt nhau coi. Đó. Ấm áp không nè? Dạ, rất ấm. Ấm không? Dạ. Bây giờ thôi hai người về chỗ ngồi đi. Nào. Bây giờ thật ra anh muốn nói hết những cái gì của anh suy nghĩ về Định cho Huyền hiểu hơn, để Huyền đưa ra quyết định cho chính xác thôi. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, bấm. Được. Chúc mừng. Được đó. Đây là cơ hội đầu tiên. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh. Chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Dạ. Hãy nắm tay nhau nào. Huyền ơi, nếu em còn băn khoăn điều gì thì xuống dưới trao đổi đi. Anh nghĩ rằng hai người này sẽ giải thích cho em tất cả. Định thì nhiều khi Định nói không được đâu. Anh biết cái ý của Định như vậy, nhưng mà anh sẽ nói thay Định ha. Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Trời ơi, ổng không. Chúc hai bạn sẽ tìm hiểu nhau, yêu nhau và thông báo tin vui chúng tôi nhé. Tháng Lâm Sinh, quê quán. Mình tên là Vũ Văn Khương, mình sinh năm 1990. Mình đang ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ Đại Hải. Mình làm nghề sửa xe với làm nghề cơ khí. Sửa xe máy hả bạn hay xe ô tô? Sửa xe 2-3-4 bánh gì vậy? Làm hết cơ khí thì mình có xưởng hay là mình đi làm cho ai ạ?
Không, mình làm ở nhà mình, xưởng thì nói xưởng thì cao sang quá, làm ở nhà thôi. Làm tại nhà. Đúng rồi. Rồi. Ok. Thì không biết là thu nhập một tháng trung bình của mình sẽ là bao nhiêu? Thu nhập trung bình hả? Thì ăn tiêu rồi thì cũng mười mấy triệu hoặc hơn 20 triệu gì đó, tùy từng tháng. Hiện tại là mình đã có nhà cửa tại Hóc Môn chưa hay là đang ở thuê? Mình có nhà riêng rồi chứ. Rồi, thì bạn sống với ai ở nhà đó? Cái này thì mình ở cùng với ba mẹ mình. Cùng ba mẹ. Rồi, thế bây giờ lấy vợ về thì có phải làm dâu không hay là sẽ hai vợ chồng sẽ ra tính ra ở riêng? Cái đó thì mình cũng có đất riêng rồi, nếu mà được thì cũng tùy bạn gái thôi, nếu bạn gái muốn ở làm dâu thì ở, mà không thì ở riêng cũng được. Rồi, bạn từ trước giờ bạn trải qua mấy mối tình rồi? Mình hả? Mình thì nếu mà cả hồi đi học thì ba rồi. Từ hồi đi học ba mối tình tất cả. Mối tình nào sâu đậm nhất? Sâu đậm nhất thì mối tình thứ hai được 4 năm. 4 năm, lúc đó miêu tả cụ thể, tự miêu tả cụ thể và chi tiết. Khúc bắt đầu như nào và khúc giữa như nào và khúc kết thúc như nào bạn? Là miêu tả là sao bạn nhỉ? Bạn kể đi, là vấn đề nó nằm ở đâu mà hai người ở với nhau 4 năm rồi gặp gỡ ra sao? À, thì cũng hồi trước thì cũng đi làm rồi cũng quen nhau rồi cũng làm ở xưởng. Hồi xưa mình cũng đi làm công cho người ta, cũng quen nhau ở trong xưởng thì cũng hẹn, cũng thích nhau rồi cũng hẹn nhau đi uống nước cà phê tìm hiểu nhau. Rồi thời gian đó hình như là tuổi trẻ cũng hai bên cũng bồng bột quá rồi cũng thì cũng chia tay rồi, thấy vậy chia tay thôi. Ờ thì cái tuổi trẻ nó bồng bột đấy là chia tay vì lý do gì có nhớ không? À cái đó để mình nghĩ lại thôi. À hôm đó cô đó kêu hôm đó thì mình trong túi mình còn có độ 200.000 mà cô đó cô kêu dẫn đi shopping mua đồ, mình cứ nói này nói kia xong mình kiểu như là mình tránh xong rồi cô cứ đòi hỏi quá mình mới nói với em như vậy thì thôi, thì hồi đó là chia tay rồi. Rồi, ok bạn, bây giờ bạn muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào? À, thì bây giờ tìm bạn gái từ 26 tuổi đổ lên ở thành phố Hồ Chí Minh, cách Hóc Môn mình độ 15 cây số cho nó thuận tiện việc tìm hiểu đi lại. Có nghề nghiệp ổn định, làm nhân viên văn phòng hoặc là kinh doanh cái gì đó. Người bên Phật chứ không phải bên đạo Thiên Chúa. Thu nhập thì từ 15 triệu đổ lên. Mình thì mình làm tay chân thôi, nhưng mà mình thì cũng thoải mái lắm, nhưng mà không biết ở bên kia thì mình cứ nói như vậy mới chương trình nhé. À, cao từ 1m59 đổ lên, da trắng tí, tại vì mình thì da đen. Rồi, còn yêu cầu gì bạn gái nữa không? Vậy thôi, đơn giản thôi. Bạn không thích điều gì ở phụ nữ? Không thích gì ở phụ nữ hả? Có nghĩa là nói nhiều rồi, hay cằn nhằn rồi. Anh nói không có lễ phép mà hay kiểu tục là nhuộm tóc thì được, nhưng mà đừng có nhuộm cái màu nổi quá, ví dụ màu xanh, màu tím, màu hồng nữa thì không thích. Nhuộm được nhưng mà nhuộm cái màu đừng có nổi, màu nâu ha, màu nhẹ nhẹ thì được. Rồi, ok, cảm ơn Khương nhé. Thì hôm nay là buổi đầu tiên để mà giao lưu làm quen.
Xong rồi nếu mà tìm thấy người phù hợp á thì chương trình sẽ liên hệ lại với bạn nhá. Ờ, nhưng mà cho mình hỏi cái này xong rồi có lên TV quay hay gì không? Đây là chương trình bạn muốn hẹn hò, là chương trình để phát sóng trên đài truyền hình á, chứ không phải là một cái cuộc hẹn hò offline gì hết nha. Đây là để mà chương trình này hai bạn sẽ được gặp và rồi chúng mình sẽ lên đây để tham gia ghi hình và bấm nút có sự xuất hiện của MC Quyền Linh lẫn Ngọc Lan nha bạn nhá. Thì để mình xem, nếu mà mình tưởng nếu mà gặp được nhau ở ngoài đời thì tốt quá. Nhiều khi lên TV đó, nhiều khi là cũng đồng ý với nhau ở chương trình, nhưng mà nhiều khi ra ngoài đời rồi cũng... Thế thì thế bạn cho mình hỏi lại câu cuối nhá, rồi mình kết thúc cuộc điện thoại luôn. Thế bạn có xác định là bạn tham gia không? Tại vì đây đây bọn mình đều là người của bên đài truyền hình ấy, mình đang làm việc rất là nghiêm túc ấy. Từ nãy giờ mình nói chuyện mãi rồi mà bạn vẫn không chưa xác định được là hẹn là chương trình truyền hình. Ờ thì mình biết là thì mình mới hỏi là có lên TV không á mà. À rồi, thế mà bạn có tham gia không? Tham gia hả? Thôi được, bạn cứ cho mình tham gia đi. Rồi ok thế nhá, nếu mà tìm được người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với bạn sau hả? Rồi cảm ơn bạn nhé. Rồi. Ok. Bản thân mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc hiện tại, những cái thông tin cơ bản đấy, anh cứ chủ động giới thiệu ha. Mời anh. Vâng, em tên Sơn, sinh năm 1995, em ở Nghệ An, Nghi Lộc, Nghệ An. Em hiện tại là công việc hiện tại của em là em cũng làm công ty bảo trì điện cho công ty ấy. Công ty gì có? Em là công ty gắn em phong ca Hà Tĩnh. Phong ca Hà Tĩnh. Anh ơi, anh chỉ ở đằng sau ơi, anh thoát ra chút xíu nữa, chương trình sẽ gọi lại cho anh nhé, tại đang cắt tình hình này trước này rồi. Rồi, ok, tại nãy giờ mình đang làm, không hay. Tí gọi lại sau. Anh làm ở trong công ty Formosa Hà Tĩnh thì anh làm về cái mảng gì? Em làm thì phần đa là vận hành, còn nếu mà có gì chẳng hạn sự cố điện gì thì mình cũng nhận bảo trì điện luôn. Bảo trì điện rồi. Họ và tên của bạn là gì? Mình là Nguyễn Văn Sơn. Nguyễn Văn Sơn, rồi. Sơn là một chàng trai như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Dạ. Cậu là một chàng trai như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Em thì tính tình thẳng thắn đấy, nói chung là hòa đồng với mọi người, được mọi người yêu quý lắm. Nói chung là mình thì biết kính trên lường dưới, nên các ông bà cha mẹ với các bé nhỏ gì thì mình cũng ok cả. Điểm yếu? Điểm yếu á? Nhãn gái. Rồi. Cái biểu hiện cụ thể của cái việc nhét gái đấy nó sẽ như thế nào? Tức là chẳng hạn là như bạn bè đúng không? Bạn bè là, nếu mà bạn bè là con gái thì mình có thể là nói chuyện thoải mái. Nhưng mà vì dù là chủ động làm quen một ai đó là thể nhát không nói được gì cả. Rồi, trước giờ Sơn trải qua mấy mối tình rồi? Em lúc trước sinh viên cổ đã có một mối tình mà lúc trước cũng là bạn gái chủ động làm quen mình. Rồi sau bạn kia đi du học bên kia rồi mất liên lạc lâu 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 giờ, rồi từ lúc sinh viên đến giờ luôn. Thế hồi đấy có yêu nhau chưa, yêu nhau bao lâu? Yêu nhau hơn 2 năm. Rồi bạn gái đi du học. Bạn trước khi đi bạn có hứa hẹn gì không? Bạn bảo là thì cũng hứa hẹn nhiều, nhưng mà rồi gái trai đằng sau này rồi mình có sang nhà bạn gái thì có liên lạc lại, nhưng mà bạn bạn gái cũng đã có người yêu rồi nên thôi. Mình cũng thoải mái, mà miễn sao bạn gái được hạnh phúc là mình mừng rồi, chứ mình cũng không quan trọng cái đó. Rồi thế từ cái hồi đó, từ những cái năm tháng mà sinh viên ấy, thì là tới giờ có đi tìm hiểu những cô gái khác không? Không, từ lúc đấy tới giờ là mình cũng tập trung lo cho công việc ấy, nên mình cũng không tìm hiểu một ai khác cả. Tập trung lo công việc, rồi.
Thu nhập bình quân của bạn một tháng là sẽ được bao nhiêu? Trung bình. Trung bình là khoảng tầm khoảng 13 triệu. Rồi. Hiện tại là nhà cửa ở Nghệ An của mình là như thế nào rồi? Để sẵn sàng lấy vợ. Mình thì cũng hiện tại đang ở với bố mẹ, nhưng mà thì mình cũng nói đến nữa là mình muốn tìm một bạn gái, là tức là có thể về làm dâu được, vì là nhà mình là hai anh em, mình là con đầu, sau còn đứa em gái nữa, mà đứa em gái cũng rồi cũng nó cũng lấy chồng nên không thể lo được cho bố mẹ ấy. Nên mình muốn ở chung với bố mẹ để lo cho bố mẹ. Rồi, ok. Rồi bây giờ mẫu người bạn nói luôn là cái mẫu người mà bạn đang tìm kiếm đi. Là mẫu người mình tìm kiếm là mình sinh năm 95 thì nói chung trên dưới cách cũng vừa vừa tuổi là một, thứ hai là mẫu bạn gái là ngoan hiền là một, thứ hai là biết kính trên đường giới, vì là mình nói chung là gia đình mình thì cũng chủ trọng nữa lắm. Vì là nếu mà không biết kính trên đường giới thì thường là nói chung là làng xóm người ta đánh giá này nọ đi khác ấy. Rồi. Nói chung là phần đa là biết người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, chăm chồng thương con là được, chứ tính mình thoải mái lắm, chứ không có gì cả đâu. Ok, nhưng mà bây giờ về cái vấn đề ngoại hình á, ngoại hình thì như thế nào? Chiều thì... cao, cân nặng, mập gầy, ốm yếu sao? Mặt mũi mình... sao? Mình thì cũng thoải mái lắm, cũng không quan quan trọng cái lắm bạn ạ. Miễn sao biết yêu thương chăm lo cho gia đình bên nội cũng như bên ngoài là được. Rồi bạn chắc không, tí nữa đưa cho bạn cô mình, cái mập. Mình là không phải nữa, là mình là nói chung là muốn là ai cũng có thể là họ nữa được, nhưng mà cùng quê thì tài, vì không phải là nữa đâu, vì là mình xác định là vì mình là con cái nên mình muốn bạn gái là được ấy. Rồi, chắc chắn là phải cùng quê đúng không? Vâng. Ngoại hình là không quan trọng gì cả, mập 80 kg cũng được. Không, vừa vừa thôi chứ 80 kg nặng thì đó, bây giờ phải tà thì tà, phải tà chứ. Bây giờ biên tập sẽ đưa cho những người bạn bảo là thoải mái không quan trọng. Ê, vậy vậy thì cho mình từ từ khoảng 40 cho đến khoảng 55 kg thôi, chứ người mình cũng có 66 kg, mà nặng quá thì mình cũng chiều cũng... cao. Chiều cao sao? Nói chung là chiều cao thì từ mét 45 cho đến khoảng mét 6 đổi lại thôi. Rồi mét 6 rồi. Và còn điều gì bạn cần ở người phụ nữ nữa không? Nói chung là hiền hiền ngoan là được, nhưng mà mình cũng có tập có một tỷ thể hình nên biết sao bạn gái cũng nói chung là dáng người cũng cân đối một xíu, chứ cũng đừng có béo quá. Rồi. Thì về tập thể hình cho người ta. Thì nhưng mà cốt là vấn đề người ta có chịu tập tập hay không mà thôi, chứ mình thì mình cũng có tập thể hình khoảng tầm hơn 2 năm rồi, nên phần ra là cốt là bản chất mình thôi bạn ạ. Ok. Rồi nhá, cảm ơn bạn nhá. Thì hôm nay cái buổi đầu tiên để giao lưu, nếu mà tìm được cái người phù hợp mà đúng Hà Tĩnh Nghệ An của bạn á thì chương trình sẽ liên hệ với bạn ha. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Có gì mình cảm ơn chương trình nhiều nhá. Ok, bye bạn nhá.